Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của bác sĩ Mạnh Thẩm Mỹ. Trong một loạt những cái video về những cái dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ thì bác sĩ nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn, và đặc biệt hôm nay bác sĩ sẽ trả lời toàn bộ những câu hỏi về cái chủ đề về dịch vụ về cắt mí. Những câu hỏi mà khách hàng hay hỏi bác sĩ là cắt mí giữ được nếp bao lâu, cắt mí thì bao nhiêu ngày cắt chỉ, rồi có phải kiêng khem cái gì, rồi có phải cắt lại hay không á, thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu, giải đáp những thắc mắc của các bạn về chủ đề cắt mí nha. Mời mọi người xem video. Câu hỏi đầu tiên, bác sĩ ơi, cắt mí thì bao nhiêu ngày cắt chỉ? Thì ở đây, đối với một cái tiểu phẫu, đặc biệt là tiểu phẫu về cắt mí, thì các bạn phải hiểu rằng các bác sĩ sẽ cắt bỏ da thừa và bọng mỡ và khâu đính để tạo nếp mí cho khách hàng. Thì thường một cái tiểu phẫu về cắt mí thì các bác sĩ sẽ hẹn khách hàng sau 5 ngày để mà cắt chỉ. Một số trường hợp đặc biệt, nếu mà cái vết khâu nó không được liền thì các bạn bác sĩ có thể hẹn các bạn thêm 2 ngày nữa là 7 ngày. Nhưng chúng tôi thường khuyên khách hàng của mình là 5 ngày hay đến cắt chỉ. Câu hỏi thứ hai, bác sĩ ơi, cắt mí thì phải kiêng khem cái gì? Thì ở đây tôi xin trả lời luôn các bạn, cắt mí nó cũng là một cái dịch vụ tiểu phẫu phải can thiệp và phải cắt ra và khâu đóng cái vết mổ. Thì ở đây thì bác sĩ sẽ dặn các bạn kiêng một số những cái đồ ăn nó có thể gây kích ứng và nó làm viêm sưng tại cái vết khâu. Ví dụ như thể là thịt gà, đồ nếp, thịt bò, rau muống và đặc biệt là hải sản, thì nó làm cho cái vết khâu của nó, cái sẹo nó rất dễ là lồi lên và sưng nề hơn. Thì các bạn sẽ kiêng khem những cái đồ mà bác sĩ hướng dẫn cho các bạn trong vòng 1 tháng nha. Câu hỏi thứ ba, cắt mí giữ được nếp trong bao lâu? Thì ở đây bác sĩ giải thích luôn cho mọi người là khi các bác sĩ mà cắt mí và không đính để mà tạo nếp mí thì thường cái nếp mí khách hàng nó sẽ đi cùng với cơ thể của khách hàng. Nhưng khi mà mình có tuổi và cái lão hóa nó tăng lên, làm cái da thừa và bọng mỡ nó sụp xuống thì nó sẽ che mờ đi cái nếp mí của các bạn. Chứ còn cái nếp mí mà các bác sĩ cắt và khâu đính cho các bạn nó vẫn tồn tại trên cái đôi mắt của các bạn. Nhưng theo cái thời gian, theo cái sự lão hóa thì cái nếp mí của bạn nó nhỏ dần và nó bị da thừa nó phủ xuống, nó che đi. Thì đối với cái trường hợp như vậy thì nó lại còn phụ thuộc vào cái độ lão hóa của khách hàng. Nếu một cô gái trẻ thì cắt mí thì nó có thể là giữ được khoảng 7 đến 10 năm thì nó bắt đầu xuất hiện lão hóa và nó sụp xuống. Nhưng đối với một người trung tuổi và lão hóa nhiều thì cắt mí thậm chí nó chỉ giữ được khoảng 2 đến 3 năm thôi các bạn ạ. Câu hỏi thứ tư, cắt mí rồi có cắt được lại không hả bác sĩ? Thì ở đây mình cũng giải đáp luôn cho các bạn, bất kể một cái dịch vụ phẫu thuật nào thì đều có thể thực hiện được lại. Ví dụ nếu mà cắt mí xong mà các bạn xuất hiện cái sự lão hóa, hoặc cắt mí xong mà mắt không đẹp, hoặc xuất hiện những cái nếp mí to, nếp mí nhỏ, thì các bạn vẫn có thể là chỉnh sửa và cắt lại hoàn toàn bình thường. Nhưng bác sĩ hay khuyên khách hàng của mình phải chờ thời gian cho mắt ổn định. Thường cái sẹo nó mềm trong khoảng 6 đến 9 tháng thì các bạn có thể cắt được lại. Câu hỏi thứ 5, một câu hỏi rất là thú vị, cắt mí có được ăn bún không hả bác sĩ? Thì ở đây thì mình cũng giải thích luôn cho các bạn, bún thực chất bản chất nó là tinh bột, mà tinh bột thì bún cũng giống như cơm, giống nhau như bánh mì. Thì khi các bạn cắt mí xong thì các bạn ăn những cái thứ thức ăn về tinh bột, ví dụ như là bún rồi cơm bánh mì thì hoàn toàn có thể được bạn nha, yên tâm. Thì đó chính là 5 câu hỏi mà hôm nay là bác sĩ đã giải đáp cho các bạn về những cái dịch vụ về cắt mí. Thì mọi người thấy rất nhiều những câu hỏi, những cái thắc mắc mà các bạn còn băn khoăn về những cái dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ, thì mọi người hãy comment trực tiếp ở phía dưới thì bác sĩ sẵn lòng giải đáp cho tất cả các bạn. Và nhớ subscribe và follow kênh bác sĩ để mà theo dõi những cái video tiếp theo về phẫu thuật thẩm mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.